Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 89. Minh Chủ híp mắt, đánh cược. Thiên Xích cười to, hai người cùng biến mất. Trong một dãy núi không biết tên. Một bóng người dừng lại trước sơn môn, người đó chính là Thiên Xích. Thiên Xích vung tay áo. Oanh! Sơn môn ầm ầm vỡ tan. Thiên Xích chó chết, ông làm gì đấy? Một tiếng mắng chửi chợt truyền đến từ trong lòng núi. Thiên Xích cười to, Cương Chủ, mau ra đây, có chuyện tốt, chuyện vô cùng tốt. Ông ta vừa lên tiếng, một người đàn ông trung niên vóc người vạm vỡ lập tức bay đến trước mặt, khí thế uy áp mạnh mẽ thoáng chốc khiến mấy ngọn núi xung quanh biến thành tro bụi. Thiên Xích vung tay áo, vô số hạt bụi bị đánh bay. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Thiên Xích, giận dữ nói, chuyện tốt. Có chuyện tốt ông sẽ đến tìm ta à? Thiên Xích cười nói, thật sự là chuyện tốt, lần này đến tìm ông là muốn giới thiệu việc cho ông. Người đàn ông cau mày, việc gì? Thiên Xích đến gần ông ta, nghiêm túc nói, tiêu diệt ác đạo minh. Chết tiệt! Người đàn ông giơ tay đánh tới một quyền, lực đấm như sấm thoáng chốc khiến Thiên Xích lùi lại cả vạn trượng. Người đàn ông giận dữ, quái nhân Thiên Xích, ông đang thấy ông đây chết chưa đủ nhanh à? Thiên Xích không nói gì mà mở lòng bàn tay, một viên tinh thể vĩnh hằng xuất hiện. Thấy tinh thể vĩnh hằng, người đàn ông nhíu chặt mày rậm. Thiên Xích tiến lên một bước, đi tới trước mặt người đàn ông, sau đó nói, hoàn thành xong chuyện này, không chỉ có tinh thể vĩnh hằng mà còn có một quả đạo linh, đó là thần vật của thủy tộc văn minh cấp 5, có thể giúp tu vi của chúng ta tăng mạnh, đặc biệt là với thể tu như ông, có thể nói là thần vật. Người đàn ông trung niên hỏi thẳng, là ai muốn tiêu diệt ác đạo minh? Thiên Xích nói một lượt đầu đuôi chuyện của Diệp Quân. Sau khi nghe thấy lời của ông ta, người đàn ông lại nhíu chặt mày một lần nữa. Thiên Xích nghiêm túc nói, ông tin tưởng ta không? Người đàn ông nói thẳng, không tin. Mẹ kiếp! Nét mặt Thiên Xích cứng đờ. Người đàn ông nhìn Thiên Xích, theo ta biết, ác đạo minh này có phát ra một lệnh truy nã. Truy nã Diệp công tử kia bằng 100 tinh thể vĩnh hằng, chỗ chúng ta đã có không ít người chạy đến. Thiên Xích nói, ông tin lời của ác đạo minh sao? Nếu thật sự giết chết Diệp công tử, ác đạo minh sẽ đưa cho ông 100 tinh thể vĩnh hằng à? Nếu bọn họ không đưa cho ông đi cắn bọn họ hai cái sao? Người đàn ông im lặng. Thiên Xích nói tiếp, nhưng Diệp công tử kia thì khác, gặp mặt sẽ cho tinh thể vĩnh hằng luôn, ta cho ông biết. Nhà của Diệp công tử kia có một mỏ tinh thể vĩnh hằng đấy. Người đàn ông nhìn Thiên Xích, lộ vẻ động lòng, mỏ tinh thể vĩnh hằng. Thiên Xích nghiêm túc nói, đúng thế. Người đàn ông trầm giọng hỏi, ông chắc chắn nhà cậu ta có mỏ tinh thể vĩnh hằng ư? Thiên Xích hơi bất mãn, Cương Chủ, ông hỏi câu này dư thừa quá. Ta lừa ông để làm gì? Người đàn ông cau mày trầm tư. Ác đạo minh. Ông ta cũng rất kiêng dè thế lực này. Thiên Xích lại nói, ác đạo minh kia đúng là không đơn giản, nhưng dù thế thì sao? Ông suy nghĩ xem, người có thể dễ dàng lấy tinh thể vĩnh hằng ra đưa cho ông sao có thể là một người tầm thường được. Dù Diệp công tử kia không nói rõ, nhưng ta đoán chắc chắn cậu ta đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 5, hơn nữa lần này chúng ta cũng không phải muốn tiêu diệt tất cả mọi người của ác đạo minh, chỉ giết chết bát điện chủ kia mà thôi. Người đàn ông im lặng. Thiên Xích tiếp tục nói, có biết binh chủ không? Người đàn ông hơi ngạc nhiên, binh chủ cũng đầu quân cho hắn ta rồi à? Thiên Xích cười nói, đầu quân, bây giờ ông ta đã nhận Diệp công tử kia làm chủ luôn rồi. Cái gì? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi, nhận làm chủ luôn rồi. Thiên Xích gật đầu, nghiêm túc đáp, đúng thế. Người đàn ông rất kinh ngạc. Ông ta biết binh chủ này, không phải người mà là một món binh khí, rất kiêu ngạo, không ngờ lại sẽ đi nhận chủ. Thấy Cương Chủ động lòng, Thiên Xích tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, huynh đệ, có giàu sang hay không là ngay lúc này đây. Người đàn ông vẫn còn hơi lo, nhưng ác đạo minh này. Thiên Xích thẳng thừng vung tay, tỏ vẻ khinh thường, ác đạo minh cũng chỉ là tép siêu mà thôi, vung tay là chết. Vung tay là chết. Nghe thấy lời của Thiên Xích, Cương Chủ nhất thời hơi khiếp sợ. Suy nghĩ đầu tiên của ông ta là, ngông cuồng.
Ác đạo minh là tồn tại thế nào? Chưa nói đến ai khác, chỉ mỗi Cơ Tiểu Kiếm kia thôi, năm đó cô ta cầm một thanh kiếm to đến đăng thiên vực, dù không thể nói là càn quét tất cả không có kẻ thù, nhưng đó cũng là thiên tài, ít có địch thủ. Mà cô ta cũng chỉ là chí thánh đạo giả trong ác đạo minh, dù địa vị rất cao nhưng vẫn còn ở dưới điện chủ và đạo pháp sứ. Phải biết rằng ác đạo điện có tổng cộng 10 điện, 10 vị điện chủ. Nói đơn giản thì ác đạo minh này sâu không lường được, dù là ở đăng thiên vực cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Mà lúc này Thiên Xích lại nói vung tay là chết. Ngông cuồng. Cương chủ suy nghĩ sâu xa hơn, ông ta hiểu tính Thiên Xích. Thiên Xích không phải một kẻ ngông cuồng, mà Thiên Xích dám nói như thế chắc chắn là vì Diệp công tử kia cho ông ta niềm tin. Thấy cương chủ còn do dự, Thiên Xích vốn định khuyên thêm, nhưng nghĩ lại thì thấy hăng quá hóa dở, vì thế ông ta cười nói, thật ra thì cũng có thể hiểu, dù sao cũng là ác đạo minh, ông băn khoăn là chuyện bình thường, cũng được, cương chủ cứ ở đây tu luyện đi, chúng ta sau này gặp lại. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Đợi đã. Thấy Thiên Xích định đi thật, cương chủ vội cất lời. Thiên Xích xoay người nhìn ông ta, cương chủ trầm giọng nói, Thiên Xích, chuyện này liên quan đến con đường tu luyện của chúng ta, ông phải nói rõ đầu đuôi cho huynh đệ, trận chiến này chúng ta có bao nhiêu khả năng chiến thắng. Thiên Xích cười nói, ta có nói nhiều với ông hơn nữa thì ông vẫn sẽ băn khoăn, một câu thôi, ông làm hay là không? Cương chủ im lặng một lúc mới nói, ta muốn cùng ông đi gặp Diệp công tử kia. Thiên Xích nghiêm túc nói, gọi là Diệp thiếu. Cương chủ. Thập điện của ác đạo minh. Bát điện chủ ngồi trên thềm đá trước đại điện, trong tay cầm một quyển cổ tịch, xem rất tập trung. Lúc này, một ông lão gầy gò chạy nhanh tới trước mặt gã từ phía xa, ông ta trầm giọng nói, điện chủ, chuyện có hơi kỳ lạ. Bát điện chủ cất lời, nói. Ông lão gầy gò nói, lúc trước có một người xông vào Đại Chu, sau đó bị một tia kiếm khí chém chết, không nhìn thấy người ra tay, nhưng chắc chắn là nữ kiếm tiên bị thương kia. Bát điện chủ cau mày, bản thể không xuất hiện à? Ông lão lắc đầu, không. Bát điện chủ im lặng. Ông lão lại nói, còn nữa, người của chúng ta điều tra được có mấy cao thủ của Đăng Thiên Vực từng bí mật tiếp xúc với Diệp Quân. Nhưng cũng không biết bọn họ đã nói gì với nhau, nhưng sau khi nói xong, mấy cao thủ kia đều đã rời khỏi Đại Chu, đi đến Đăng Thiên Vực, mấy người kia thực lực không tệ, người của chúng ta không dám tiếp cận quá gần, vì thế cũng không biết bọn họ đang làm gì. Bát điện chủ buông quyển cổ tịch trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông lão, bọn họ có khả năng liên thủ với Diệp công tử kia rồi cắn ngược lại chúng ta không? Bọn họ dám sao? Ánh mắt ông lão trở nên lạnh lẽo, sát khí ngưng tụ, cho bọn họ 100 lá gan bọn họ cũng không dám đối địch với ác đạo minh. Bát điện chủ cười nói, đừng xem thường những người đó có thể đạt đến khai đạo cảnh đều không phải kiểu người vô dụng, chỉ cần có đủ lợi ích thì chẳng có chuyện gì bọn họ không dám làm cả. Ông lão trầm giọng nói, nếu nói đến lợi ích thì cái giá ác đạo minh chúng ta đưa ra vẫn chưa đủ cao à? Bát điện chủ lắc đầu. Không phải không cao, mà là bọn họ hoàn toàn không tin tưởng ác đạo minh, hầy, mấy năm nay danh tiếng của ác đạo minh chúng ta đều bị một vài kẻ bôi xấu rồi. Thật sự là con sâu làm dầu nổi canh, ta cảm thấy vô cùng đau đầu. Ông lão cúi đầu không nói một lời. Mẹ kiếp! Ngươi là kẻ có danh tiếng tệ nhất đấy. Đương nhiên chắc chắn không thể nói câu này ra được. Ông lão trầm giọng nói, điện chủ! Ta không tin Diệp Quân có thể thuyết phục những người đó đối đầu với ác đạo minh chúng ta. Bát điện chủ cười nói, nếu là người khác đương nhiên là không thể, nhưng Diệp công tử này thì rất có khả năng. Ông lão tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Bát điện chủ nói, lúc trước ta cho rằng Đại Chu ủng hộ Diệp Quân là vì Chu Phạt, nhưng sau đó ta mới phát hiện hoàn toàn không phải, nhân vật chủ chốt của Đại Chu cũng đang ủng hộ Diệp Quân, lý do là gì? Ông lão nói bằng giọng điệu nặng nề, bọn họ cho rằng thế lực đứng sau Diệp Quân chắc chắn không thua kém ác đạo minh ta. Bát điện chủ cười nói, e rằng không chỉ có thế. Ông lão nhíu mày, là sao, chẳng lẽ bọn họ cho rằng thế lực sau lưng Diệp Quân còn hơn hẳn ác đạo minh chúng ta? Bát điện chủ cười khẽ, không nói gì.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông lão cười khẩy, bọn họ không biết gì về ác đạo minh chúng ta cả. Nhưng bát điện chủ lại lắc đầu, nhìn từ trước mắt, chúng ta cũng không biết gì về thế lực đứng sau Diệp Quân kia. Ông lão muốn nói lại thôi. Bát điện chủ nói, chúng ta có thể coi thường đối thủ từ khí thế, nhưng trong lòng nhất định phải coi trọng đối thủ. Dứt lời, gã chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn đại điện sau lưng, huynh đệ tốt kia của ta chết cũng là vì hắn không coi trọng đối phương, ác đạo minh chúng ta đã mắc phải sai lầm này một lần, nếu mắc lần thứ hai thì đúng là ngu xuẩn. Ông lão đang định đáp lời thì bát điện chủ lại nói tiếp, phát lệnh khẩn cấp ác đạo. Ông lão ngạc nhiên nói, việc này. Lệnh khẩn cấp ác đạo. Đây là một lệnh đặc biệt trong ác đạo minh, chỉ có điện chủ của 10 điện mới có thể phát, một khi phát lệnh, những cao thủ và ác đạo của ác đạo minh nhận được tin tức này đều phải tiến hành tiếp viện trong thời gian nhanh nhất, nếu có người nhận lệnh mà không giúp đỡ sẽ bị chém nát xác thịt, giam giữ linh hồn, nhốt vạn đời. Bát điện chủ nhìn ông lão, còn ngây người ra làm gì? Ông lão lấy lại tinh thần, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ông lão đi, bát điện chủ chậm rãi nhắm mắt lại, sau một hồi trầm ngâm, gã lại mở hai mắt, sau đó mở lòng bàn tay ra, một lệnh bài xuất hiện. Lệnh ác đạo. Tay phải của bát điện chủ hơi dùng sức, lệnh bài rung động dữ dội, một lát sau đột nhiên có giọng nói truyền ra từ trong lệnh bài, có chuyện gì? Bát điện chủ híp mắt, nguy. Trong tiểu tháp, Diệp Quân đứng trong đám mây, trên hòn đảo trước mặt hắn có một gốc tiên đạo thụ đang nhanh chóng lớn lên. Nhờ hắn liên tục cung cấp tổ mạch, gốc tiên đạo thụ này đã cao mấy nghìn trượng. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên rời khỏi tiểu tháp, vừa rời đi, thiên xích đã xuất hiện trước mặt hắn, bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông vạm vỡ đi cùng, người đó chính là Cương Chủ. Cương Chủ quan sát Diệp Quân bằng ánh mắt tò mò, trông cũng anh tuấn phong lưu, nhưng không biết thực lực thế nào. Diệp Quân nhìn Cương Chủ, đang định lên tiếng thì thiên xích chợt nói, Diệp Thiếu, nơi này không phù hợp trò chuyện, chúng ta vào tháp nói đi. Diệp Quân thoáng ngây người, sau đó cười nói, được, hai vị đi theo ta. Dứt lời hắn dẫn hai người vào trong tiểu tháp. Vừa tiến vào trong, nét mặt Cương Chủ đã thoáng chốc trở nên nặng nề, nơi này. Thiên xích kéo ống tay áo Cương Chủ, dùng huyền khí truyền âm, đừng kinh ngạc như thế. Trông giống như chưa trải sự đời ấy. Cương Chủ. Thiên xích đột nhiên cười nói, Diệp Thiếu, chắc cậu không biết, Cương Chủ là thể tu danh tiếng lẫy lừng ở Đăng Thiên Vực, thân thể của ông ta vô cùng khỏe mạnh, đúng rồi, không phải cậu có thanh kiếm à? Lấy ra cho Cương Chủ thử xem, ông ta có biệt danh là vạn pháp vạn khí không thể xâm phạm đấy. Diệp Quân nhìn thoáng qua Cương Chủ, sau đó cười nói, được. Dứt lời hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện trước mặt hai người. Cương Chủ đang muốn quan sát kiếm thanh huyên thì thiên xích đã thẳng thừng cầm lấy, sau đó đâm về phía ông ta. Xoẹt! Kiếm vào mấy tấc, máu tươi lập tức bắn ra. Diệp Quân! Cương Chủ ngơ ngác, ông, làm gì đấy? Thiên xích rút kiếm ra, không ngừng lắc đầu, Cương lão, thân thể này của ông vẫn còn chưa luyện đủ. Dứt lời ông ta trả kiếm thanh huyên lại cho Diệp Quân. Cương Chủ không tức giận mà trở nên bối rối. Ông ta biết rõ sự mạnh mẽ của thân thể mình, có thể nói trong những người cùng cấp bậc, rất ít ai có thể làm ảnh hưởng đến thân thể của ông ta, mà lúc này thiên xích kia chỉ cầm kiếm đâm nhẹ một cái đã đâm xuyên qua được rồi. Cái quái gì vậy? Cương Chủ nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân với vẻ khó tin. Mà lúc này... Thiên xích lại dùng huyền khí truyền âm một lần nữa, Cương lão, ông đừng có ra vẻ chưa trải sự đợi như thế, thanh kiếm này cũng chỉ là một vật tầm thường ở nhà Diệp Thiếu mà thôi, ông kinh ngạc như thế khiến ta hơi mất mặt. Cương Chủ. Thiên xích lại nói, Diệp Thiếu, hôm nay cậu không tưới nước cho cây à? Diệp Quân. Thiên xích thẳng thừng dẫn Cương Chủ chạy về phía xa. Diệp Quân hơi sửng sốt. Ba người nhanh chóng đi tới trước tiên đạo thụ, khi nhìn thấy quả đạo linh trên cây, sắc mặt Cương Chủ thoáng chốc trở nên nặng nề, mà trong nháy mắt, ánh mắt ông ta đã trở nên nóng bỏng, trong mắt là sự tham lam không thể che giấu. Ông ta là thể tu, cần thần vật thế này nhất,
trực giác cho ông ta biết nếu ăn một quả này vào, chắc chắn thực lực của ông ta sẽ được tăng lên rất nhiều. Lúc này, Thiên Xích lại dùng huyền khí truyền âm, ông bình tĩnh chút đi, đây chỉ là một loại cây bình thường ở nhà Diệp Thiếu thôi, đúng là dáng vẻ chưa trải sự đời. Cương chủ. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay, một tinh thể vĩnh hằng bay đến trước mặt cương chủ. Cương chủ hơi ngạc nhiên, Diệp công tử, thứ này. Diệp Quân cười nói, chút quà ra mắt. Cương chủ nhìn tinh thể vĩnh hằng kia với nét mặt kích động. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn quả đạo linh trên tiên đạo thụ, sau đó nói, tiền bối, cũng giống như Thiên Xích tiền bối, sau khi tiêu diệt bát điện chủ của ác đạo minh, ông và ông ấy đều sẽ nhận được một quả đạo linh. Đương nhiên ta cũng phải nói rõ với ông, ác đạo minh này chắc chắn là không đơn giản, thực lực của bát điện chủ kia còn sâu không lường được nữa. Cương chủ chợt nói, Diệp Thiếu, Thiên Xích đã nói hết với ta rồi, ta biết lá bài tẩy của cậu, cũng biết thực lực của cậu, ác đạo minh. Nói đến đây, ông ta vung tay tỏ vẻ khinh thường, phất tay là chết. Thiên Xích. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Thiên Xích đã nói gì với cương chủ này vậy? Lúc này, từng luồng khí tức đáng sợ bỗng truyền đến từ vùng biển phía xa, những khí tức đó lần lượt xô đến giữa không trung như sóng biển, cả thời không trong tiểu tháp bị chấn động rung chuyển từng trận, cực kỳ đáng sợ. Thấy thế Thiên Xích và cương chủ đều khá ngạc nhiên. Đồng loạt nhìn về phía tận cuối chân trời. Còn Diệp Quân lại cực kỳ mừng rỡ. Rầm rầm rầm. Lúc này ba luồng khí tức đáng sợ bỗng lao lên trời khiến cả trời đất chấn động như động đất. Thiên Xích và cương chủ nhìn nhau, đều tỏ ra kinh ngạc, khí tức này mạnh quá. Lúc này ba đường cầu vồng bỗng xuất hiện ở vùng biển đằng xa, thoáng chốc đã đến trước mặt ba người Diệp Quân. Chính là Đạo Quân, Nguyên Tướng và Từ Thiên. Sau khi nhận được quả đạo linh mà Diệp Quân tặng, họ vẫn luôn tu luyện trong tiểu tháp, lúc này ba người đã hấp thụ toàn bộ năng lượng của quả đạo linh, khí tức của ba người mạnh hơn trước gấp mấy lần. Ba người đều hơi kích động, vì nếu là tu luyện bình thường, có lẽ họ có tu luyện cả mấy chục vạn năm cũng không thể thăng cấp nhiều như lần này. Sau khi đạt đến cảnh giới khai đạo, mỗi lần thăng cấp đều khó như lên trời. Nếu không có cơ duyên thì chỉ có thể đứng tại đó. Thế nên quả đạo linh mà Diệp Quân tặng cho họ thật sự là một cơ duyên cực lớn. Đạo Quân chắp tay lại cung kính nói, cậu Diệp, không lời nào có thể bày tỏ sự biết ơn với đại ơn này, sau này có gì cần ta thì cứ nói một tiếng, ta không từ chối. Từ Thiên cũng chắp tay thành chữ thập, cậu Diệp nói một câu, hòa thượng tôi có thể thiêu đốt cả linh hồn bất kỳ lúc nào. Mọi người. Nguyên Tướng cũng chắp tay lại nhưng không nói gì, không lời nào có thể bày tỏ sự biết ơn chỉ có thể hành động. Diệp Quân khẽ cười, không nói gì, hắn xòe tay ra rồi bắt vào không trung. Vù vù vù. Ba tia sáng bỗng bay đến từ chân trời, sau đó rơi thẳng vào trong lòng bàn tay của Diệp Quân. Chính là ba quả đạo linh. Diệp Quân đưa quả đến trước mặt ba người đều ngạc nhiên. Không chỉ ba người ngạc nhiên và bất ngờ, Thiên Xích và cương chủ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, thần vật này thế mà nói tặng là tặng à. Nhà cậu Diệp này có mỏ quặng thật ư. Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của ba người Đạo Quân, Diệp Quân mỉm cười giải thích, hôm đó ta bị ác đạo minh đuổi giết, cũng nhờ có ba người giúp đỡ, Diệp Quân ta mãi khắc ghi ơn nghĩa cứu giúp này, ba quả đạo linh này tặng cho ba vị tiền bối có thể giữ lại cho mình dùng hoặc để lại cho người đời sau. Nguyên Tướng vội xua tay, cậu Diệp, ba người bọn ta đã có rồi, sao có thể tham lam lấy nữa chứ? Cậu mau cất đi. Đạo Quân cũng nói, đúng thế, vật này quý giá như thế, ba người bọn ta mỗi người một quả đã là phúc trời ban rồi, sao có thể lấy nữa được? Từ Thiên nhìn ba quả đạo linh trong tay Diệp Quân, ông ta do dự một lúc rồi nói, họ không lấy thì ta cũng không lấy. Nhưng Diệp Quân lại cương quyết nhét quả đạo linh vào tay ba người họ. Sau đó nghiêm túc nói, so với công liều mạng cứu giúp lúc đầu của ba vị, một quả đạo linh thôi đã là gì? Ba vị tiền bối đừng từ chối nữa. Ba người nhìn nhau, Đạo Quân do dự rồi mới nói, vậy thì cảm ơn cậu nhiều. Nói rồi ba người nhận lấy quả đạo linh. Lúc này Diệp Quân bỗng ngẩng đầu lên, mấy người bạn đó của ta đến rồi. Hắn dẫn mọi người rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài,
thời không trước mặt Diệp Quân rung lên, sau đó năm người chậm rãi bước ra. Người dẫn đầu là chính là Tú Võ và Kiếm Bạch Y, phía sau họ còn có ba cường giả bí ẩn áo bào đen, ba người đều mặc áo đen khá rộng, đeo mặt nạ đen, không thể nhìn thấy diện mạo thật của họ. Tú Võ và Kiếm Bạch Y đều khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cương chủ. Thiên Xích cười nói, thì ra là Tú Võ, không ngờ ông cũng đi theo cậu Diệp. Diệp Quân ngạc nhiên nói, hai người quen nhau à? Thiên Xích gật đầu, đều là người đăng thiên vực, trước đó từng gặp mấy lần. Tú Võ và Kiếm Bạch Y nhìn nhau, đều khá bất ngờ, họ cũng không ngờ quái nhân Thiên Xích cũng đi theo cậu Diệp. Diệp Quân bỗng nói, Tú Võ, mấy vị phía sau ngươi là? Tú Võ không suy nghĩ nữa, sau đó giải thích, ba vị này đều là bạn đến từ đăng thiên vực, lần này họ đến đây sẵn lòng giúp đỡ cậu Diệp. Diệp Quân vung tay áo, ba viên tinh thể vĩnh hằng rơi xuống trước mặt ba người. Ba người nhìn nhau, sau đó nhận lấy. Diệp Quân mỉm cười nói, sau khi chuyện lần này thành công vẫn còn có thưởng. Ba người chắp tay lại, đều nghe theo lời cậu Diệp căn dặn. Diệp Quân gật đầu, sau đó nhìn Thiên Xích ở một bên, binh chủ. Hắn vừa dứt lời, chân trời ở đằng xa bỗng rung chuyển, một luồng khí tức mạnh xuyên qua thời không. Sau đó binh chủ xuất hiện trước mặt mọi người. Phía sau binh chủ còn một cô gái mặc bộ váy màu vàng nhạt, dung mạo xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài trắng tuyết. Tay cô ta cầm một ống sáo ngọc màu xanh lục, trên cây sáo ngọc có khắc hai ký tự bí ẩn màu đỏ như máu. Binh chủ chắp tay lại nói, cậu Diệp, giới thiệu với cậu, vị này là bạn của ta, tên là Hoành Sơn Ảnh, là một pháp sư. Diệp Quân nhìn cô gái, lúc này cô ta cũng đang tò mò nhìn hắn. Diệp Quân mỉm cười, cảm ơn Hoành cô nương đã đến giúp đỡ. Hoành Sơn Ảnh, đừng khách sáo, ta đến vì tiền mà. Diệp Quân cười, ta hiểu. Diệp Quân xòe tay ra, một viên tinh thể vĩnh hằng bay đến trước mặt Hoành Sơn Ảnh. Hoành Sơn Ảnh nhìn viên tinh thể vĩnh hằng, vẻ mặt rất bình tĩnh, không nhận lấy mà hỏi, nghe nói Diệp công tử có thánh tự của thủy tộc. Diệp Quân gật đầu, phải. Hoành Sơn Ảnh nhìn Diệp Quân, nếu lần này thắng, Diệp công tử có thể cho ta mượn thánh tự đó để nghiên cứu không? Diệp Quân thắc mắc, cô nương tò mò với thánh tự đó à? Hoành Sơn Ảnh gật đầu, đúng thế. Diệp Quân suy ngẫm, sau đó gật đầu, được. Hoành Sơn Ảnh tay cầm sáo ngọc gõ nhẹ vào tinh thể vĩnh hằng lập tức bay đến trước mặt Diệp Quân hơi khó hiểu. Hoành Sơn Ảnh mỉm cười nói, đợi sau khi thắng rồi đưa cho ta cũng không muộn. Diệp Quân nói, cũng được. Nói xong, hắn cất tinh thể vĩnh hằng đi. Đạo Quân nói, cậu Diệp, bao giờ thì ra tay? Diệp Quân híp mắt, ngay bây giờ. Lúc này Chu Phản bỗng xuất hiện, cô ta nhìn Diệp Quân, ta đợi huynh về. Diệp Quân cười nói, ừ. Dứt lời, hắn ôm lấy Chu Phản. Sau đó bật cười, đi. Thiên Xích và cương chủ ở một bên nhìn nhau, ánh mắt đều là sự ngưỡng mộ. Dùng một quả, vẫn còn một quả. Một quả đạo linh này tương đương với một sự đảm bảo trong tương lai. Đồng thời thiện cảm của hai người với Diệp Quân cũng tăng lên, họ cũng đã nghe lọt những lời vừa rồi Diệp công tử nói, Diệp công tử này là một người rất trọng ơn nghĩa. Lúc này ba người Đạo Quân cũng cảm thấy hơi phức tạp. Đương nhiên là cảm động nhiều hơn, thật ra một quả đạo linh cũng đã có thể báo đáp ân tình của họ rồi, dù sao thứ này cũng đã giúp họ rất nhiều. Họ không ngờ Diệp Quân lại tặng thêm cho họ một quả. Điều này thật quá bất ngờ. Diệp Quân ngự kiếm bay đi, biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất ở tận chân trời. Những người khác cũng đều biến thành từng tia sáng rồi biến mất. Chu Phạn nhìn chân trời, hồi lâu cũng không nói gì. Thập điện ác đạo. Bát điện chủ vẫn ngồi trên bậc thềm đá trước đại điện, gã ngồi tựa vào phía sau, tay cầm một cuốn sách cổ không rõ tên. Phía sau gã là một ông lão gầy gò, ông ta mặc một bộ đồ đen vừa người, như thế lại khiến ông ta có vẻ càng thêm gầy gò, hai tay ông ta để ra sau lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phía sau ông ta còn chín cường giả bí ẩn mặc đồ đen, đầu đội khôi giáp đen. Khí tức của chín người này rất yếu như thể không tồn tại. Vù.
Ngay lúc này một tiếng kiếm vang lên ở tận chân trời, ngay sau đó bầu trời bị xé toạc ra, một tia kiếm quang rơi xuống cách trước mặt Bát Điện Chủ mấy mươi trượng. Kiếm quang dần biến mất, Diệp Quân chậm rãi bước ra. Ông lão gầy gò mở mắt nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Bát Điện Chủ bỏ cuốn sách cổ trong tay xuống, mỉm cười cuối cùng cũng gặp. Gặp con mẹ ngươi đấy. Diệp Quân bước đến trước, cầm kiếm ý trong tay chém mạnh về phía Bát Điện Chủ. Lần này hắn đến để giết người chứ không phải để nói chuyện. Hỗn láo. Lúc này ông lão gầy gò bỗng tức giận quát rồi lao đến trước đấm Diệp Quân một cú. Ông mới hỗn láo đấy. Lại một giọng nói nữa vang lên, sau đó một tia kiếm quang bỗng xông đến bên cạnh Diệp Quân đánh về phía ông lão gầy gò. Người ra tay chính là Từ Thiên. Bùm. Hai tiếng nổ vang lên, tia Phật quang và kiếm quang liên tục nổ tung. Diệp Quân vội lùi lại mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, kiếm ý trong tay nứt ra. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn phía xa, Bát Điện Chủ đó vẫn ngồi trên bậc thềm, nở nụ cười thờ ơ. Từ Thiên lùi về bên cạnh Diệp Quân, ông ta nhìn chằm chằm ông lão gầy gò đó, ông lão đó cũng đang nhìn ông ta, sát khí ngùn ngụt. Bát Điện Chủ bỗng ngồi dậy, tay phải cầm quyển sách cổ gõ nhẹ vào lòng bàn tay, cười nói, phải nói rằng, ta thật sự rất ngạc nhiên, vì ta thật không ngờ ngươi sẽ chủ động đến tìm ta. Diệp Quân cười nói, ta đã đợi ngươi ở Đại Chu lâu như vậy, ngươi không đến tìm ta, hết cách rồi, ta chỉ đành chủ động đến tìm ngươi. Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nói, gọi người của ngươi ra đi, ta muốn xem những ai muốn đối đầu với Ác Đạo Minh. Ác Đạo Minh ư, lợi hại lắm sao? Một giọng nói bỗng vang lên, sau đó mấy người thiên xích xuất hiện. Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm thiên xích, cười nói, thì ra là quái nhân thiên xích của Thiên Xích Tông, nếu ta là ông, ta sẽ làm rùa rụt cổ ở núi Thiên Xích, tuyệt không ra đây giả bộ này kia, miễn cho Thiên Xích Tông rơi vào chỗ chết. Thiên xích cười nói, đe dọa ta à? Bát Điện Chủ gật đầu, ta là đang đe dọa ông đấy, không vui à? Nụ cười của thiên xích bỗng trở nên lạnh lùng, giơ ngón giữa lên, ông đây vui cái rắm. Mọi người, vui cái rắm. Mọi người nghe mà cảm thấy sững sờ. Lời thô tục gì vậy? Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm thiên xích, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng, mặc dù gã cũng không hiểu thiên xích nói gì nhưng có thể xác định không phải là lời hay ho gì. Chỉ là tôm tép thôi. Vừa dứt lời, Bát Điện Chủ hóa thành tia sáng màu đen rồi biến mất. Đồng tử thiên xích co rụt lại, vung tay áo lên, tấm khiên cổ màu đen sẫm biến thành tia sáng đen chắn trước mặt. Bốp! Một tiếng nổ chói tai vang lên, thiên xích và cả tấm khiên văng ra xa. Sau khi thiên xích văng ra xa, cánh tay phải của Bát Điện Chủ vung về phía Diệp Quân, trời đất như nổ tung. Diệp Quân híp mắt lại, đang định ra tay thì lúc này, Cương Chủ bỗng xuất hiện trước mặt hắn, khí vận quanh người ông ta, ánh mắt hiện lên vẻ thù địch, đánh mạnh một quyền về phía Bát Điện Chủ. Rầm! Một tiếng nổ vang lên. Diệp Quân chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình sắp nổ tung, sau đó sóng xung kích của sức mạnh đáng sợ khiến hắn lùi về sau. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh dịu dàng bao bọc lấy hắn, hắn cảm thấy như đụng phải bông, cực kỳ thoải mái. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn cả người mình, lúc này hắn được bao bọc trong nguồn năng lượng màu trắng như tơ. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ngón tay của Hoành Sơn Ảnh nhẹ nhàng khẩy một cái. Từng nguồn năng lượng màu trắng liên tục trào ra từ đầu ngón tay cô ta. Thấy Diệp Quân nhìn sang, Hoành Sơn Ảnh mím môi cười. Bát Điện Chủ lạnh nhạt lướt nhìn đám người Diệp Quân, khẽ cười nói, chỉ có thế thôi à? Một đám người ô hợp. Diệp Quân định ra tay nhưng lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh hắn. Để ta! Lúc này Binh Chủ chậm rãi bước ra. Diệp Quân nhìn Binh Chủ. Binh Chủ nghiêm túc nói, cậu Diệp, người này không xứng để cậu ra tay, để ta. Diệp Quân. Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm Binh Chủ, cười nói, Binh Chủ, ông có chắc muốn đối đầu với Ác Đạo Minh ta không? Diệp Quân gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phía xa, Cương Chủ cũng vừa lùi về sau gần cả ngàn trượng. Vẻ mặt Cương Chủ cực kỳ nghiêm trọng,
cánh tay phải ông ta đã nứt thành hình mạng nhện. Lúc này ông ta cảm thấy cực kỳ kinh sợ, ông ta là thể tu, thế nhưng vừa rồi đối đầu trực diện lại không thể chiếm ưu thế. Lúc này sắc mặt mấy người đạo quân cũng trở nên nghiêm trọng. Thực lực của bát điện chủ này mạnh hơn họ nghĩ. Minh chủ gật đầu, cậu Diệp cho ta quá nhiều thứ, không thể chối từ. Bát điện chủ cười nói, ta sợ ông có mạng để kiếm nhưng không có mạng để dùng. Ánh mắt minh chủ trở nên lạnh lùng, vậy thì thử xem. Nói rồi ông ta bỗng xòe tay ra, nào. Giọng như sấm rền. Chỉ thấy tinh không bỗng nứt ra, một tia chớp to như cái cột đánh thẳng xuống, cuối cùng rơi vào trong tay binh chủ. Rầm. Chỉ trong thoáng chốc, quanh người binh chủ xuất hiện ngọn lửa cuồng nộ của sấm sét, khí tức đáng sợ lập tức tràn ngập ra khắp nơi. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Lửa sấm đại đạo. Thiên Xích bên cạnh Diệp Quân nói. Diệp Quân nhìn Thiên Xích giải thích, có thể cậu Diệp không biết, ở Đăng Thiên Vực có một ngọn lửa bí ẩn tên là lửa sấm đại đạo, đó là ngọn lửa kỳ lạ xếp thứ ba trong Đăng Thiên Vực. Đăng Thiên Vực có lôi kiếp, ngọn lửa này được sinh ra trong lôi kiếp, sau khi trải qua rửa tội và được tôi luyện bởi lôi kiếp sẽ sinh ra linh trí, sau đó tiến hóa, uy lực cực kỳ đáng sợ, ngọn lửa này thế mà lại nằm trong tay binh chủ. Lửa sấm đại đạo. Diệp Quân quay đầu nhìn binh chủ ở đằng xa, lúc này quanh người binh chủ là ngọn lửa hừng hực, thời không giữa đất trời cũng chịu không nổi, bắt đầu tan ra từng chút, cực kỳ đáng sợ. Bát điện chủ nhìn chằm chằm binh chủ, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Binh chủ bỗng tiến lên một bước, một ngọn lửa bỗng lao lên trời từ trong người ông ta, dung hợp với cột sấm, trong thoáng chốc khu vực chỗ ông ta và bát điện chủ biến thành biển lửa. Lúc này trời đất bị thiêu đốt thành cho tàn. Mấy người Diệp Quân vội lùi về sau cách xa khu vực đen tối đó. Vèo. Ngay lúc đó, một lưỡi đao màu đen bỗng phá tan biển lửa đó, sau đó một luồng sức mạnh đáng sợ hủy diệt trời đất nổ tung. Biển lửa đó lập tức biến mất, một bóng người lùi về sau khá xa. Thấy thế sắc mặt mấy người Thiên Xích đều sầm mặt, vì bóng người này chính là binh chủ. Nhưng ngay lúc này binh chủ bỗng biến thành ngọn lửa rồi biến mất. Trong tầm mắt mọi người, bàn tay bát điện chủ lật lại rồi chém về phía trước. Xoạt. Một lưỡi đao màu đen vạn trượng bỗng từ trên trời rơi xuống khiến trời đất nứt ra. Bụp. Sau khi một ngọn lửa bị phá vỡ, binh chủ lại bị chấn động lùi về sau gần vạn trượng. Bát điện chủ xè tay ra, một lưỡi đao màu đen không có chuôi bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Lưỡi đao đen như mực, trên lưỡi đao còn phản xạ lại màu trắng nhạt, tản mát ra ánh sáng sắc bén. Bát điện chủ liếc nhìn binh chủ đã dừng lại ở đằng xa, khinh thường nói, lửa sấm đại đạo. Nhưng chỉ có thế thôi. Đạo quân bỗng bước đến bên cạnh Diệp Quân, ông ta nhìn bát điện chủ ở đằng xa, sau đó nói, cậu Diệp, e là người này đang cố ý kéo dài thời gian. Diệp Quân gật đầu, trầm giọng nói, ta biết. Hắn nhìn binh chủ. Dùng huyền khí truyền âm nói, tiền bối có thể kéo người này không? Minh chủ nhìn bát điện chủ, để ta thử xem. Nói rồi ông ta bỗng biến thành một ngọn lửa sấm lao đến bát điện chủ. Diệp Quân nhìn thẳng vào ông lão gầy gò đó, trước tiên giải quyết chúng đã. Nói rồi hắn biến thành tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Mấy người đạo quân cũng biến mất khỏi đó lao đến chỗ đám người ông lão gầy gò. Nhìn thấy đám người Diệp Quân lao về phía mình, ông lão gầy gò cau mày, đương nhiên ông ta biết ý đồ của mấy người Diệp Quân, thế là lập tức nói, đừng liều mạng, chỉ cần đối phó kéo dài một chút là được. Ông ta dịch chuyển, lao về phía Diệp Quân. Lúc này kiếm của Diệp Quân đã đổi thành kiếm Thanh Huyên. Ngay khi nhìn thấy Diệp Quân đổi kiếm, ông lão gầy gò biến sắc, muốn lùi lại nhưng đã không kịp nữa. Vèo. Một tia kiếm quang nổ tung, ông lão gầy gò bị chấn động lùi về sau, cánh tay phải của ông ta nổ tung. Một nhát kiếm chém vào cánh tay. Ông lão gầy gò hoảng sợ, ngươi. Diệp Quân định ra tay thì lúc này một nguồn năng lượng bí ẩn bỗng bao bọc lấy hắn, thoáng chốc hắn cảm thấy cả người mình bay lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, chính là Hoành Sơn Ảnh đang thi pháp. Hoành Sơn Ảnh mỉm cười, thêm thuộc tính cho ngươi. Diệp Quân bật cười,
sau đó biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Ngay khi hắn biến mất, sắc mặt hắn thay đổi, vì hắn nhận ra tốc độ của mình thế mà lại tăng lên gấp 5 lần. Ông lão gầy gò đó càng hoảng sợ hơn, lúc ông ta phản ứng lại thì Diệp Quân đã xuất hiện trước mặt ông ta rồi, sau đó một tia kiếm quang đánh ép về phía ông ta. Ông lão gầy gò hết sức kinh hãi, nhát kiếm này của Diệp Quân quá nhanh, ông ta hoàn toàn không thể né tránh, lúc này chỉ có thể bị động phòng thủ, hai tay ông ta siết chặt, một luồng khí tức đáng sợ cuồn cuộn lao ra từ trong cơ thể ông ta, sau đó tạo thành một tấm chắn đứng trước mặt ông ta. Thế nhưng tấm chắn đó vừa chạm vào kiếm thanh huyên của Diệp Quân thì lập tức vỡ nát. Đồng tử ông lão gầy gò co rụt lại, ngay sau đó một thanh kiếm đâm vào giữa trán ông ta. Vèo! Cơ thể ông lão gầy gò nổ tung. Khi Diệp Quân định hủy cả cơ thể của ông ta, một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng xông đến từ bên phải. Diệp Quân quay phát đầu lại, chỉ thấy một lưỡi đao đen đã bay đến trước mặt hắn. Diệp Quân đang định thu kiếm lại thì lúc này, một sợi tơ vàng bỗng vây chặt lưỡi đao đen đó, lúc này Diệp Quân cầm kiếm xoay mạnh một cái, kiếm thanh huyên hút linh hồn của ông lão gầy gò đó, gần như cùng lúc đó lưỡi đao đen phá vỡ những sợi tơ vàng rồi chém thẳng vào Diệp Quân. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia sáng, chém mạnh một nhát kiếm. Xoạt! Diệp Quân lùi về sau gần cả ngàn trượng, một sức mạnh dịu dàng như bông mềm đỡ lấy hắn. Cùng lúc đó Hoành Sơn Ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, giữa cô ta và Diệp Quân được nối bằng một sợi dây màu ngọc lam, khi sợi dây đó nối với Diệp Quân, từng năng lượng bí ẩn liên tục rót vào cơ thể Diệp Quân, hồi phục cơ thể cho hắn. Diệp Quân hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Hoành Sơn Ảnh, bởi vì hắn nhận ra tốc độ chữa lành mà cô nương này cho hắn còn nhanh hơn cả cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh trong cơ thể hắn. Thấy Diệp Quân nhìn sang, Hoành Sơn Ảnh không nói gì chỉ mỉm cười. Diệp Quân cũng không nói gì, hắn quay đầu lại nhìn bát điện chủ ở đằng xa, vừa lúc binh chủ bị chấn động văng ra xa. Bát điện chủ xòe tay ra, lưỡi đao đen đó rơi vào trong tay gã, lúc này lưỡi đao đó thiếu mất một góc, xung quanh còn có rất nhiều vết nứt. Đó là do lúc nãy kiếm thanh huyên gây ra lúc đối đầu trực diện. Thấy thế bát điện chủ nhíu mày, gã ngẩng đầu lên nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, kiếm khá đấy. Diệp Quân nhìn binh chủ bên cạnh nói, binh chủ, ông đi đối phó với những người còn lại, để gã cho ta. Binh chủ do dự, sau đó nói, cậu Diệp cẩn thận. Nói rồi ông ta biến thành ngọn lửa sấm rồi lao đến chỗ đám cường giả ác đạo điện. Bát điện chủ nhíu mày nhìn chiến trường phía xa, vì những người gã dẫn đến đã hoàn toàn bị áp chế, những người này đều là tay sai của ác đạo điện. Mặc dù thực lực không yếu nhưng chắc chắn không thể so được với những cường giả đỉnh cấp đến từ đăng thiên vực này. Cứ tiếp tục như vậy, những người này sẽ chết mất. Nghĩ đến đây bát điện chủ nói, mọi người lập tức rút. Mặc dù thực lực của mấy người này không bằng mấy người binh chủ, nhưng nếu họ muốn chạy thì mấy người binh chủ cũng không thể làm gì được họ. Sau cảnh giới khai đạo đại đạo, chỉ cần cách biệt thực lực không quá lớn thì rất khó để giết chết. Ngay lúc này một cường giả ác đạo điện bỗng nói, điện chủ, bọn ta thề chết cũng không lùi bước. Bát điện chủ sầm mặt, các ngươi không phải đối thủ của chúng, nếu thua thì chắc chắn sẽ chết, mau chóng rời khỏi đây, đây là mệnh lệnh. Vù, cường giả áo đen đến từ ác đạo điện bị đánh văng đến đây, sau khi dừng lại, gã ta lau đi vết máu ở khóe miệng, hung tợn nói, điện chủ, bọn ta đi theo điện chủ đã mấy chục vạn năm qua. Có điện chủ giúp đỡ, bọn ta mới có được như ngày hôm nay nếu bọn ta để điện chủ lại mà đi, thế chẳng phải còn không bằng chó sao. Nói rồi gã ta bỗng bật cười, tiêu diệt ác đạo minh ư. Chỉ bằng đám tôm tép này à? Dầm. Cơ thể gã ta bùng cháy, sau đó nhìn Diệp Quân hung hăng nói, đám tôm tép đến từ vũ trụ thấp kém, ngươi mà dám khiêu khích ta sao? Cái dám. Lúc này. Thiên Xích đột nhiên đứng chắn trước mặt Diệp Quân, ông ta nhìn cường giả ác đạo minh lao đến đó, mặt đầy vẻ khinh thường, đẳng cấp gì đây? Ngươi mà cũng xứng đấu với cậu Diệp à? Mẹ nó, ta đây sẽ đánh với ngươi. Nghe thế cường giả ác đạo minh đó tức giận nói, tố chất. Sau đó Thiên Xích xông ra, trận chiến lại bắt đầu. Những người khác cũng xông thẳng về phía các cường giả cánh giới khai đạo của ác đạo minh,
mục tiêu hiện giờ của họ là trước tiên giải quyết các cường giả cảnh giới khai đạo của ác đạo minh này, sau đó sẽ cùng nhau đối phó với Bát Điện Chủ. Bát Điện Chủ ở phía xa bỗng xoay người biến thành tàn ảnh chạy đến chỗ Diệp Quân. Muốn bắt giặc thì trước tiên phải bắt vua. Chỉ cần giải quyết Diệp Quân, các cường giả đến từ Đăng Thiên Vực này sẽ lập tức bị đánh bại, đến lúc đó ác đạo minh muốn thu gọn các tán tu không có lai lịch này là chuyện hết sức đơn giản. Diệp Quân thấy Bát Điện Chủ lao tới, hắn híp mắt lại, tất nhiên hắn hiểu được ý đồ của Bát Điện Chủ, không chút do dự siết chặt hai tay, sức mạnh của hai loại huyết mạch trong cơ thể lập tức sôi trào. Vù vù. Sức mạnh của hai loại huyết mạch lập tức cuộn trào. Diệp Quân tiến về phía trước, sau đó đâm một nhát kiếm về trước. Đối phó trực diện. Rầm. Kiếm quang và ánh sáng đen nổ tung, Diệp Quân và Bát Điện Chủ cùng liên tục lùi về sau. Ngay khi Diệp Quân lùi ra xa gần cả ngàn trượng, hắn có cảm giác mình được một năng lượng mềm mại bao bọc, giống như ở trong đống bông. Hắn biết là Hoành Sơn Ảnh, phải nói rằng có cô gái này trợ sức quả thật là vô địch. Bát Điện Chủ ở phía xa vừa dừng lại, gã vừa định ra tay lần nữa, lưỡi đao màu đen trong tay bỗng vang lên tiếng răng rắc, vỡ thành vô số mảnh vụn bắn ra xung quanh. Bát Điện Chủ híp mắt, cảm thấy kinh hoàng và ngạc nhiên. Lưỡi đao đen này của gã không phải là vật bình thường, đó là vật có thể xếp vào hạng cao trong rất nhiều thần vật của ác đạo minh, thế nhưng chỉ có hai nhát kiếm đã làm nó vỡ vụn hoàn toàn, ngay cả linh trí cũng bị đánh vỡ. Bát Điện Chủ ngẩng đầu lên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, gã đánh giá thấp thanh thần kiếm này rồi. Như nghĩ đến điều gì, Bát Điện Chủ bỗng nhìn Hoành Sơn Ảnh ở bên phải Diệp Quân, rốt cuộc cô là ai? Hoành Sơn Ảnh mím môi cười, không nói gì. Bát Điện Chủ dịch chuyển, xé toạc thời không chạy thẳng đến chỗ Hoành Sơn Ảnh. So với Diệp Quân, cô gái này rắc rối hơn nhiều. Thấy mục tiêu của Bát Điện Chủ là mình, Hoành Sơn Ảnh lại không hề sợ, cô ta đang định ra tay thì lúc này một tia kiếm quang lao đến chắn trước mặt cô ta. Bù! Nhát kiếm này của Diệp Quân ép Bát Điện Chủ phải dừng lại, nhưng ngay sau đó Bát Điện Chủ bay lên trời rồi đạp mạnh một cú xuống. Bốp! Kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân rơi thẳng xuống nhưng ngay lập tức có một sức mạnh mềm mại đỡ lấy hắn. Diệp Quân thừa thế biến thành kiếm quang bay lên trời chém vào Bát Điện Chủ. Xoạt! Kiếm quang xé tan mọi thứ. Ở phía chân trời, trong mắt Bát Điện Chủ lóe lên tia hung ác, gã bỗng mở rộng hai tay ra rồi hợp lại. Ầm! Một bức tượng quỷ cao cả ngàn thước bỗng được ngưng tụ ở sau lưng gã, mặt mũi bức tượng quỷ này khá dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, có hàng chục chiếc răng nanh. Nửa thân trên để trần được bao phủ bởi những phù văn đỏ đen kỳ dị, tay phải cầm một chiếc rìu khai thiên quỷ, tỏa ra khí tức tà ác đáng sợ. Tượng quỷ. Tất nhiên gã không có thời gian đánh 300 hiệp với Diệp Quân, dù sao bây giờ người của gã cũng không còn bao nhiêu, nếu kéo dài quá lâu sẽ bất lợi cho gã trong thời gian ngắn, hơn nữa có đánh tiếp thì gã lại phát hiện Diệp Quân này không đơn giản. Sư tử vồ thỏ thì phải dùng toàn lực. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng ngẩng đầu lên gào. Rầm. Một bức tượng thần huyết mạch bỗng ngưng tụ từ sau lưng hắn. Tượng thần phong ma. Sau khi tượng thần phong ma được ngưng tụ, từng uy lực huyết mạch đáng sợ lập tức cuộn trào, khắp nơi xung quanh toát ra từng sát khí và tia tà ác đáng sợ. Kiếm. Diệp Quân bỗng gào lên, tượng thần huyết mạch phía sau hắn vươn tay ra nắm lấy, một thanh kiếm màu đỏ máu ngưng tụ trong lòng bàn tay. Kiếm Thanh Huyên. Ngay khi nắm lấy kiếm Thanh Huyên, khí tức tượng thần huyết mạch lại tăng lên nhanh chóng. Hoành Sơn Ảnh ở một bên nhìn tượng thần huyết mạch của Diệp Quân, đôi mắt xinh đẹp dần hiện lên vẻ ngạc nhiên và tò mò. Bát Điện Chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nào, để ta xem thử ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Nói rồi tượng quỷ phía sau gã bỗng tức giận gầm gừ, sau đó đánh một quyền vào khu vực chỗ Diệp Quân. Một quyền này khiến cả tinh vực chấn động. Gần như cùng lúc đó, tượng thần huyết mạch phía sau Diệp Quân giơ kiếm Thanh Huyên lên, chém mạnh một nhát về phía trước. Đối đầu trực diện. Quyền, kiếm vừa chạm vào nhau. Rầm. Một tiếng nổ chói tai vang lên, sau đó từng luồng sức mạnh quỷ đạo đáng sợ và sức mạnh huyết mạch lan ra xung quanh, thoáng chốc lan ra đến cả trăm vạn dặm.
tất cả cường giả xung quanh bị ảnh hưởng, chấn động lùi về sau. Mọi người đều kinh sợ. Nhất là mấy người đạo quân và thiên xích, họ biết bát điện chủ rất mạnh nhưng không biết Diệp quân cũng mạnh như thế. Hắn thật sự chỉ là cảnh giới 10 phần thần tính. Yêu nghiệt! Đến đây! Ngay lúc này bỗng vang lên giọng gào đầy tức giận của bát điện chủ, sau đó chỉ thấy tượng quỷ đó nhảy lên lao đến động mạnh vào tượng thần huyết mạch của Diệp quân. Cú tông mạnh khiến trời đất nứt ra. Ánh mắt Diệp quân hiện lên tia tà ác, ý niệm hơi đổi, tượng thần huyết mạch phía sau cũng nhảy lên, sau đó hai tay cầm kiếm thanh huyên chém mạnh xuống. Vèo! Trận chiến ở cấp bậc này thì chỉ có đối đầu trực diện thôi. Mọi người ở đó chỉ cảm thấy màng nhĩ như sắp nổ tung, sau đó từng làn sóng xung kích đáng sợ lan ra khiến mọi người chấn động lùi về sau. Lúc này tượng thần huyết mạch của Diệp quân và tượng quỷ đó đồng thời nổ tung, biến thành sóng xung kích chấn động trời đất. Diệp quân cũng bị sóng xung kích chấn động liên tục lùi về sau, trong lúc đó một tàn ảnh đột nhiên lao thẳng đến trước mặt hắn như sấm sét, ngay sau đó Diệp quân có cảm giác như có cả trăm vạn ngọn núi đang nghiêng ngả về phía mình. Đó là một quyền của bát điện chủ. Ánh mắt Diệp quân hiện lên sát khí, hắn không lùi về sau cũng không thể nào tránh được bèn đâm một nhát kiếm. Soạt! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp quân lập tức văng ra xa, ngay lúc hắn văng ra xa lại có năng lượng mềm mại bao bọc lấy hắn, cùng lúc đó sức mạnh bí ẩn đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn như thủy triều. Dầm! Khí tức Diệp quân tăng lên, từ 10 phần thần tính đạt đến cảnh giới ách đạo. Cảnh giới tăng lên. Diệp quân cảm thấy ngạc nhiên, hắn quay phát lại, Hoành Sơn Ảnh cách đó không xa mỉm cười, không nói gì. Diệp quân cảm thấy chấn động. Ép buộc 10 phần thần tính thăng cấp lên cảnh giới ách đạo. Hơi biến thái đấy. Càng lên cao thì một số bí pháp của việc cảnh giới thăng cấp càng vô dụng, vì sau khi đạt tới 10 phần thần tính, mỗi lần thăng cấp cảnh giới đều liên quan đến đại đạo. Cho dù có bí pháp có thể nâng cao cảnh giới cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Quan trọng nhất vẫn không phải là thăng cấp cảnh giới mà là hắn cảm nhận được một sức mạnh bí ẩn trong người mình, sức mạnh này không phải là sức mạnh của bản thân hắn. Diệp quân đè nén sự kinh hoàng trong lòng xuống, quay đầu lại nhìn bát điện chủ. Sau khi dừng lại, bát điện chủ nhìn tay phải của mình, tay phải gã đã nứt toác, máu không ngừng trào ra. Mặc dù lúc nãy gã đã đánh lùi Diệp quân nhưng cánh tay gã cũng không thể chịu được sức mạnh của kiếm thanh huyên. Bát điện chủ ngẩng đầu lên nhìn Hoành Sơn Ảnh, đôi mắt đầy sát khí. Thật ra người khó đối phó thật sự không phải là Diệp quân mà là cô gái này, nếu không có cô gái này liên tục trợ sức cho Diệp quân, cho dù Diệp quân có thanh kiếm đó cũng không thể đối đầu với gã. Bát điện chủ nhìn chằm chằm Hoành Sơn Ảnh, rốt cuộc cô là ai? Gã biết cô gái này tuyệt đối không tầm thường. Hoành Sơn Ảnh mỉm cười, ta được Diệp công tử bỏ tiền ra mời đến. Tiền. Bát điện chủ hơi híp mắt, gã bỗng xòe tay ra, 5 viên tinh thể vĩnh hằng xuất hiện ở trong tay, nếu cô nương đồng ý giúp ta, 5 viên tinh thể vĩnh hằng này là của cô nương. Nói rồi gã nhìn lại đám người thiên xích ở phía xa, nếu các vị đồng ý giúp đỡ, mỗi người sẽ được 5 viên tinh thể vĩnh hằng. Lúc này mọi người đều dừng lại, nhìn sang bát điện chủ. Đạo quân, Từ Thiên và Nguyên Tướng sầm mặt, họ không nói gì, chỉ là xoay người lui đến bên cạnh Diệp quân để bảo vệ hắn. Lúc này những người xung quanh Diệp quân đã trở thành mối nguy hiểm. Mấy người thiên xích nhìn nhau, đều không nói gì. Bát điện chủ nhìn Hoành Sơn Ảnh, thế nào? Hoành Sơn Ảnh nhìn Diệp quân. Đang định lên tiếng thì lúc này một giọng nói vang lên từ phía xa, người nói thật đấy à? Người nói chính là người áo đen bí ẩn mà Tú Võ dẫn đến, cả người ông ta được bao bọc dưới lớp quần áo màu đen, lại thêm đeo mặt nạ nên không nhìn rõ dung mạo của ông ta. Bát điện chủ nhìn người áo đen, cười nói, dĩ nhiên là thật. Người áo đen bí ẩn khàn giọng nói, ba người bọn ta không tin ác đạo minh, hãy trả tiền trước. Nghe người áo đen bí ẩn nói thế, sắc mặt Tú Võ sầm lại. Sắc mặt đám người đạo quân cũng cực kỳ khó coi. Diệp quân lại rất bình tĩnh, người khác đến đây giúp hắn là vì tiền, không có gì đáng trách cả. Bát điện chủ suy ngẫm rồi nói, được. Nói rồi gã xòe tay ra,
15 viên tinh thể vĩnh hằng bỗng bay đến trong tay người áo đen bí ẩn đó. Sau khi người áo đen bí ẩn nhận được 15 viên tinh thể vĩnh hằng, ông ta bỗng xoay người lại nhìn Diệp Quân, mấy người đạo quân nhanh chóng cảnh giác đứng chắn trước mặt Diệp Quân. Nhưng lúc này, người áo đen bí ẩn đột nhiên xòe tay ra, 5 viên tinh thể vĩnh hằng bay đến trước mặt Diệp Quân. Mọi người đều sửng sốt. Người áo đen bí ẩn chắp tay lại, cung kính nói, cậu Diệp, ác đạo minh đang kéo dài thời gian, viện binh của chúng chắc sắp đến rồi, ba người bọn ta chỉ muốn tiền, không muốn liều mạng. Trước đó bọn ta nhận của cậu Diệp 3 viên tinh thể vĩnh hằng, bây giờ trả lại 5 viên cho cậu Diệp, mong cậu Diệp đừng hận bọn ta, để bọn ta đi khỏi đây. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu. Người bí ẩn không ngờ Diệp Quân lại dễ nói chuyện như vậy, vội nói cảm ơn. Nói rồi ba người cúi người với Diệp Quân, sau đó xoay người biến mất ở tận chân trời. Diệp Quân xoay người nhìn bát điện chủ, sau đó cười nói cảm ơn tinh thể vĩnh hằng của bát điện chủ. Mọi người đều đang nhìn bát điện chủ, mặt đầy vẻ chế giễu. Lúc này Thiên Xích bỗng nói, bát điện chủ, có thể cho ta 5 viên tinh thể vĩnh hằng không? Ta đảm bảo không kén chọn, thật đấy, ta lấy nhân phẩm của mình ra đảm bảo. Sắc mặt bát điện chủ cực kỳ khó coi, nhiệt độ khu vực tinh không xung quanh gã bỗng xuống mức không, lạnh thấu xương. Thiên Xích bật cười, bát điện chủ, ngươi xem bọn ta là mấy tên ngốc à? Sở dĩ họ đi theo Diệp Quân thật sự chỉ là vì tinh thể vĩnh hằng thôi sao? Dĩ nhiên không chỉ như thế. Còn vì quả đạo linh nữa. Tất nhiên quan trọng nhất là họ nghĩ thế lực đằng sau Diệp Quân là nền văn minh vũ trụ cấp 5, thậm chí còn cao hơn. Đây mới là nguyên nhân chính họ trợ sức cho Diệp Quân. Dù sao có tiền thì vẫn phải có mạng mới được. Hơn nữa bây giờ Lâm Trận nghiêng về bên ác đạo minh, ngộ nhớ đến lúc đó ác đạo minh chờ cơ hội trả thù, vậy thì họ đúng là ngốc thật rồi. Cùng lúc đắc tội với hai bên. Nhiều lúc trở thành kẻ ba phải cũng là điều kiêng kỵ, vì cả hai bên đều không dễ đối phó. Bát điện chủ đột nhiên bật cười, gã phớt lờ đám người Thiên Xích, chỉ nhìn Hoành Sơn Ảnh, nếu cô nương đồng ý không nhúng tay vào chuyện này, ta sẵn sàng cho cô 20 viên tinh thể vĩnh hằng. Nghe thế mọi người đều nhìn Hoành Sơn Ảnh. Hoành Sơn Ảnh không nói gì chỉ quay sang nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, Diệp công tử, còn không ra tay à? Diệp Quân cười nói, các vị đều lùi lại một bước. Nghe Diệp Quân nói thế, mặc dù mấy người Thiên Xích cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn lùi về sau lưng hắn. Diệp Quân đánh một nhát kiếm. Im hơi bật tiếng. Mọi người đều hơi ngờ vực. Ngay lúc này đồng tử bát điện chủ co rụt lại, ngươi. Tóc của các cường giả ác đạo minh bên cạnh gã lại bạc trắng với tốc độ có thể thấy, gương mặt cũng nhanh chóng già đi. Mọi người đều hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Lúc này Diệp Quân lại liên tục chém ra 3 nhát kiếm. Khi nhát kiếm thứ 3 được tung ra, một cường giả cảnh giới khai đạo của ác đạo minh bỗng biến thành khói xanh rồi biến mất không thấy nữa. Bị tiêu diệt hoàn toàn. Cắt đứt tuổi thọ. Lúc này có người run giọng nói. Cắt đứt tuổi thọ. Mấy người đạo quân và Thiên Xích đều nhìn Diệp Quân, mặt đầy vẻ kinh sợ. Là một cường giả cảnh giới khai đạo, thật ra họ rất để tâm đến tuổi thọ, tuy rằng tuổi thọ của họ rất dài nhưng lúc vừa đột phá, sau đó tuổi thọ của họ sẽ chỉ ngày càng giảm chứ không tăng. Dù sao muốn đột phá cảnh giới khai đạo, đạt đến tầng bậc khác cơ bản là chuyện không thể xảy ra với họ. 4 nhát kiếm vừa rồi của Diệp Quân đã cắt đứt tuổi thọ 120 vạn năm của đám người bát điện chủ. 120 vạn năm. Mẹ nó chứ. Ngay cả mấy người đạo quân cũng cảm thấy tê ra đầu. Các cường giả cảnh giới khai đạo ở đó đều đã là cường giả cảnh giới khai đạo lớn tuổi, tuổi thọ vốn dĩ không còn nhiều, người lại làm như thế, ai chịu cho được. Có một kiểu chết gọi là chết mãn tính, tức là bản thân biết rõ ngày chết của mình, nhưng trong giai đoạn này ngươi chẳng thể làm gì cả. Mấy nhát kiếm này của Diệp Quân đồng nghĩa với tăng nhanh tốc độ chết mãn tính của họ. Lúc này cho dù là bát điện chủ, trong mắt cũng hiện lên vẻ kiêng dè. Thực lực của gã rất mạnh nhưng tuổi thọ cũng không nhiều. Thấy Diệp Quân còn định xuất kiếm, bát điện chủ bỗng đứng lên biến thành tàn ảnh lao nhanh về phía Diệp Quân.
Đạo quân bỗng nói, trước tiên giải quyết đám tôm tép đó đã. Nói rồi ông ta dẫn đầu xông ra. Trong bát điện ác đạo, ngoài điện chủ này ra, thực lực của những người còn lại đều mạnh nhưng vẫn không bằng họ. Hơn nữa những người này đều bị Diệp Quân cắt đứt tuổi thọ, đây là lúc họ yếu nhất. Từ Thiên và mấy người Thiên Xích nhìn nhau, cũng xông ra. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn bát điện chủ, mái tóc bên tai bát điện chủ đã xuất hiện màu trắng. Tuổi thọ 120 vạn năm. Cũng cực kỳ đau xót với gã. Diệp Quân gào lên, Thiên Thiên. Một luồng khí tức đáng sợ bỗng lao ra từ trong người hắn. Sau khi dung hợp với Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân bước lên trước chém mạnh một nhát. Vẫn là chém tuổi thọ. Nhát kiếm này khiến đồng tử bát điện chủ co rụt, vì gã thấy chỉ trong thoáng chốc tuổi thọ của mình bị giảm xuống 50 vạn năm. Quá đáng sợ. Bát điện chủ cũng mặc kệ không quan tâm đến nó nữa, lúc này cơ thể hơi động đậy rồi biến thành tàn ảnh lao đến chỗ Diệp Quân. Ầm ầm. Rất nhanh từng tiếng nổ liên tục vang lên. Mặc dù Diệp Quân có kiếm Thanh Huyên nhưng vẫn bị sức mạnh của bát điện chủ áp chế, còn bát điện chủ lại không thể làm gì được hắn. Vì hắn không chỉ có kim cang thể, mà còn có sự trợ sức của Ngao Thiên Thiên. Được Ngao Thiên Thiên trợ giúp, cơ thể hắn lại mạnh hơn lần nữa, ngoài ra còn có Hoành Sơn Anh ở một bên trợ giúp, thế nên mặc dù sức mạnh của bát điện chủ vượt xa Diệp Quân nhưng gã vẫn không thể làm gì Diệp Quân được. Ngược lại trong khi đánh nhau với Diệp Quân, gã vẫn cần phải đề phòng kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân. Thanh kiếm này quá mạnh. Bát điện chủ cũng rất bực bội vì Diệp Quân không chỉ có được thanh kiếm thần, mà cơ thể của hắn ngày càng đáng sợ nhất chính là tốc độ hồi phục. Tốc độ hồi phục này quả thật là nghịch thiên. Diệp Quân vốn dĩ có khả năng tự hồi phục cực kỳ đáng sợ, bây giờ lại có Hoành Sơn Ảnh hỗ trợ, hắn gần như trở thành một cơ thể bất tử. Dĩ nhiên Diệp Quân cũng chẳng thể làm gì bát điện chủ, mặc dù hắn có kiếm Thanh Huyên nhưng thực lực của bát điện chủ mạnh hơn hắn, đối phương chỉ cần không đối đầu trực diện với kiếm của hắn thì hắn cũng hoàn toàn không làm gì đối phương được. Nhưng Diệp Quân không vội vì bây giờ người bên hắn chiếm ưu thế hơn, bên ác đạo Minh đã có ba cường giả cảnh giới khai đạo chết rồi. Ngay lúc này trong đầu Diệp Quân bỗng vang lên giọng của Hoành Sơn Ảnh, tốc chiến tốc thắng. Diệp Quân nhíu mày. Ngay sau đó hắn quay phát lại nhìn Từ Thiên ở đằng xa, Từ Thiên đại sư, ông thay ta một lúc. Từ Thiên sửng sốt, ta hả? Diệp Quân bỏ lại bát điện chủ, xoay người biến thành kiếm quang rồi đánh về phía mấy cường giả cảnh giới khai đạo của ác đạo Minh đó. Chạy đi đâu? Lúc này phía sau Diệp Quân vang lên giọng bát điện chủ, sau đó khí tức đáng sợ đuổi theo Diệp Quân. Dĩ nhiên gã không dám để Diệp Quân đi đối phó với mấy thuộc hạ của mình, vì chiêu cắt đứt tuổi thọ của Diệp Quân quá mức hoang đường. Chém thêm mấy nhát nữa thì e là thuộc hạ của gã sẽ chết mất. Từ Thiên do dự một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên hung tợn, ông ta biến thành kiếm quang lao đến chỗ bát điện chủ. Vèo. Sau khi một tia sáng vàng vỡ tan, Từ Thiên bị đánh văng lên không trung, văng ra xa mấy vạn trượng. Ông ta vừa dừng lại, kim cang thể ông ta vừa tu luyện xong nứt ra, máu bắn ra xung quanh. Từ Thiên phun ra ngụm máu, sau đó quay đầu lại nhìn Hoành Sơn Ảnh đứng cách đó không xa, run giọng nói, cô nương, tại sao cô không trợ giúp cho ta? Hoành Sơn Ảnh cảm thấy hơi có lỗi, xin lỗi nhé, ta nghĩ ông đánh rất khá. Từ Thiên. Lúc này, Hoành Sơn Ảnh bỗng giơ tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng chém xuống. Một tấm chắn vô hình bất ngờ chặn bát điện chủ đang xông đến chỗ Diệp Quân lại. Cùng lúc đó, tay trái của cô ta nhẹ nhàng lướt qua, một tia sáng màu ngọc chiếu thẳng vào cơ thể Từ Thiên, vết thương của Từ Thiên lập tức lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thấy thế Từ Thiên cực kỳ ngạc nhiên, cô nương này yêu nghiệt quá đấy. Sau khi dừng lại, bát điện chủ quay đầu lại nhìn Hoành Sơn Ảnh, đây là thuật biên giới thượng cổ đã thất truyền, rốt cuộc cô là ai? Hoành Sơn Ảnh khá ngạc nhiên, người thế mà lại biết thuật biên giới thượng cổ này. Bát điện chủ nhìn chằm chằm Hoành Sơn Ảnh, cô thật sự muốn kết thù với ác đạo Minh vì một người vừa mới quen thôi sao? Hoành Sơn Ảnh cười nói, ác đạo Minh không hù dọa được ta đâu. Bát điện chủ siết chặt hai tay, sát khí trong mắt như thực thể. À! Đúng lúc này,
Một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên từ xa, bát điện chủ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở tận cuối chân trời, một cường giả cảnh giới khai đạo của ác đạo minh ngã xuống. Người xuất kiếm chính là Diệp Quân. Vẻ mặt bát điện chủ trở nên dữ dằn, gã siết chặt hai tay, khí tức khủng khiếp cuộn trào ra ngoài từ trên người gã, đồng thời hai mắt gã bắt đầu biến thành màu đỏ sẫm quỷ dị, cùng lúc đó cánh tay phải của gã biến thành một cánh tay quái vật kỳ lạ. Rầm. Khí tức bát điện chủ lại tăng lên. Hoành Sơn Ảnh khẽ giật mí mắt, cô ta vội nhìn Từ Thiên, đại hòa thượng, ông mau ngăn gã lại, gã sắp ra sát chiêu đấy. Từ Thiên. Bát điện chủ bỗng xoay người, chỉ thấy gã biến thành luồng sáng đen chạy về phía Diệp Quân. Thấy thế Từ Thiên cắn răng, hai tay chắp lại biến thành một người vàng nhỏ lao đến chỗ bát điện chủ. Tránh ra. Bát điện chủ xoay người đánh một quyền. Vèo. Tia sáng vàng nổ tung, Từ Thiên bị chấn động văng ra xa cả vạn trượng, vừa dừng lại cơ thể ông ta lại nứt ra, máu bắn ra tung tóe. Cả người Từ Thiên tê dại. Diệp Quân ở đằng xa như cảm nhận được gì, quay phát người lại đỡ một nhát kiếm. Vụt. Sau khi kiếm quang bị đánh vỡ, Diệp Quân bị chấn động văng ra xa cả vạn trượng, vừa dừng lại thì cơ thể hắn cũng xuất hiện vết nứt. Cẩn thận. Lúc này trong đầu Diệp Quân bỗng vang lên giọng của Hoành Sơn Ảnh, đây là con thú của gã không phải là con người thuần. Cô ta vừa dứt lời, bát điện chủ lại xông đến Diệp Quân. Đồng tử Diệp Quân co rụt lại, hắn cầm kiếm để dọc giữa trán, vô số kiếm ý trong người trào ra như thủy triều, thoáng chốc hai tay hắn cầm kiếm chém một nhát. Vèo. Hàng ngàn kiếm quang tuôn ra. Nhưng ngay lập tức. Vụt. Vô số kiếm quang bị đánh vỡ, cả người Diệp Quân bị chấn động văng ra xa vạn trượng. Lúc này bát điện chủ ở phía xa bỗng đánh ra một quyền. Rầm. Rất nhiều thời không bị tiêu diệt. Diệp Quân lại lùi về sau cả vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng hắn chảy máu. Ngay lúc này Hoàng Sơn Ảnh như cảm nhận được gì, cô ta biến sắc cẩn thận. Cô ta vừa dứt lời, một hư ảnh xuất hiện phía sau Diệp Quân. Sau đó tia sáng đâm vào giữa lưng Diệp Quân. Ôi vãi! Thấy thế Từ Thiên trợn to mắt, mặc kệ cơ thể đang bị nứt ra đó lao đến chỗ Diệp Quân đang đứng. Vừa lao đến vừa nôn ra máu. Khi nhìn thấy Diệp Quân bị đánh lén, mọi người đều biến sắc. Nếu Diệp Quân chết, mọi thứ họ làm đều phí công thật sự, không chỉ thế, họ còn đắc tội với thế lực lớn mạnh ác đạo minh. Lúc này mấy người Thiên Xích lòng đã nguội lạnh. Đạo Quân và Nguyên Tướng lại vô cùng sợ hãi, bọn họ cũng giống Từ Thiên, lao thẳng về phía Diệp Quân. Ngay lúc này trong người Diệp Quân bỗng vang lên tiếng rồng gầm, sau đó uy lực rồng đáng sợ cuồn cuộn lao ra từ trong người hắn. Rầm. Người đồ đen bí ẩn phía sau Diệp Quân bị chấn động lùi về sau cả ngàn trượng. Lúc này cả người Diệp Quân xuất hiện một bộ áo giáp rồng màu vàng. Quanh người còn có khí tức của rồng. Thấy Diệp Quân không sao, mấy người Từ Thiên đều thở phào. Lúc này đám người Thiên Xích ở đằng xa cũng thở phào, đều lùi đến cạnh Diệp Quân bảo vệ cho hắn. Người đồ đen bí ẩn đánh lén Diệp Quân vừa rồi bỗng dần biến mất. Mọi người cũng không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Tiểu Tháp nói, 1000 trượng về phía bên phải. Diệp Quân lau máu trên khóe miệng, tháp ra. Tại sao trước đó ngươi không nhắc chứ? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, ta quên. Diệp Quân. Từ Thiên trầm giọng nói, cậu Diệp, cường giả chi viện của ác đạo minh đến rồi. Diệp Quân nhìn bát điện chủ phía xa, lúc này quanh người bát điện chủ được bao bọc bởi khí tức màu đen, cánh tay phải cực kỳ đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, khí tức cả người vừa kỳ lạ vừa mạnh. Phía sau bát điện chủ chỉ còn lại 3 cường giả cảnh giới khai đạo. Diệp Quân lặng thinh, hắn vốn muốn giết chết các cường giả cảnh giới khai đạo phía sau bát điện chủ trước, sau đó cùng đối phó với bát điện chủ này, nhưng hắn không ngờ các cường giả cảnh giới khai đạo của ác đạo minh lại khó đối phó như thế. Thiên Xích bỗng nói, cậu Diệp, giúp trước à. Lúc này ông ta thấy chỉ mấy người họ mà muốn tiêu diệt được bát điện chủ này quả thật hơi phi thực tế. Thực lực của bát điện chủ rất mạnh, nếu đối phương không muốn đánh. Cả đám họ có hợp sức cũng chẳng thể làm gì đối phương được. Đi.
Bát điện chủ bật cười, bây giờ mới muốn đi có phải quá muộn rồi không? Gã vừa dứt lời, thời không ở phía xa bỗng sùng sục, sau đó một tiếng cười vang lên ở cuối chân trời, tấn công ác đạo minh. Thú vị đấy. Vừa dứt lời. Vèo. Thời không bên phải của bát điện chủ đột nhiên nổ tung, một người đàn ông trung niên bước ra, người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo màu tím nhạt, tay phải cầm một viên đá đen sẫm, một chữ võ được khắc trên viên đá đó. Là võ tuyệt. Tu võ bỗng trầm giọng nói, ông ta thế mà cũng là người của ác đạo minh. Nghe đến cái tên này, sắc mặt mấy người thiên xích trở nên khó coi. Võ tuyệt. Dĩ nhiên là họ biết người này đã từng đánh bại Tam Trọng Thiên, tuyệt thế của võ đạo. Hễ là người có thể đánh được Tam Trọng Thiên thì đều là cao thủ trong cao thủ. Sau khi bước ra, võ tuyệt nhìn mấy người Diệp Quân, mặt đầy vẻ khinh thường, một đám ô hợp. Nói rồi ông ta giơ tay lên tung ra một quyền. Gần như cùng lúc đó cương chủ bên cạnh Diệp Quân bỗng lao đến trước cho đối phương một quyền. Bụp! Tiếng nổ inh tai vang lên, sau đó từng sóng xung kích quyền quang đáng sợ lan ra xung quanh. Cương chủ vội lùi về sau cả ngàn trượng. Người đàn ông trung niên đó cũng lùi về sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, người đàn ông trung niên biến thành giải cầu vòng dài rồi biến mất. Ngay lập tức có uy lực đáng sợ quét ngang bầu trời, cảm giác áp bách đến nghẹt thở. Ánh mắt cương chủ lóe lên tia hung tợn, để ta đối phó với người này. Nói rồi chân phải ông ta dẫm mạnh xuống đất, cả người bay ra như viên đạn pháo. Tu võ bỗng nói, giết đám người yếu thế này trước. Gã và bạch kiếm y bên cạnh cùng lao ra. Thiên xích và binh chủ cũng đuổi theo. Đạo quân bỗng nói, hòa thượng. Người bảo vệ cậu Diệp. Ông ta biến thành luồng sáng xanh chạy về phía đám cường giả cảnh giới khai đạo phía sau bát điện chủ. Từ Thiên trầm giọng nói, cậu Diệp, cẩn thận sát thủ ẩn nấp trong tối. Diệp Quân không nói gì, ánh mắt hắn luôn quan sát bát điện chủ. Bát điện chủ nhếch môi cười, muốn giết ta à? Diệp Quân gật đầu. Bát điện chủ bật cười, vậy thì thử xem. Diệp Quân tiến đến trước một bước, tay cầm kiếm Thanh Huyên chém mạnh về phía trước. Không một tiếng động. Đồng tử bát điện chủ co rụt lại, chỉ thoáng chốc gã cảm thấy tuổi thọ của mình mất đi trăm vạn năm. Người muốn chết hả? Sắc mặt bát điện chủ lập tức trở nên dữ tợn, mặc dù tuổi thọ của gã nhiều nhưng cũng không chịu nổi, lập tức biến thành luồng sáng đen lao về phía Diệp Quân. Tốc độ của gã cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã xông đến trước mặt Diệp Quân. Tay trái Diệp Quân có thêm một vỏ kiếm, kiếm Thanh Huyên được cho vào vỏ, bỗng chốc hắn chém một nhát kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Kiếm này là kiếm kỹ có sức bộc phát mạnh nhất trong tất cả các kiếm kỹ của hắn, lúc này khi được kiếm Thanh Huyên thi triển, uy lực của nó đã tăng lên rất nhiều lần. Vèo. Một vùng kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân và bát điện chủ cùng lùi về phía sau, lần này Diệp Quân lui sau tận vạn trượng. Vừa dừng lại hắn đã có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị xé toạc, ngay sau đó họng hắn có vị ngọt, một dòng máu tuôn ra. Diệp Quân quay đầu nhìn Hoành Sơn Ảnh, chỉ thấy cô ta hơi nhắm mắt lại đang niệm thầm gì đó. Thi pháp sao? Diệp Quân thu lại tầm nhìn, ngẩng đầu lên nhìn bát điện chủ, lúc này cánh tay phải của bát điện chủ đã nứt ra, máu chảy ra. Không chỉ cánh tay phải mà cơ thể gã cũng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đến bây giờ, chỉ có tông chủ Quá Khứ Tông và Nhị Nha có thể đối đầu trực diện với kiếm Thanh Huyên thôi. Bát điện chủ nhìn cơ thể đầy vết nứt của mình, sắc mặt xa sầm. Phải nói đánh đến giờ, gã thật sự đã nén giận lắm rồi. Rõ ràng thực lực hơn hẳn Diệp Quân nhưng chẳng thể nào gì với tên Diệp Quân mình đầy trang bị thần bí này. Là kiếm tu, tay cầm thần kiếm, cơ thể còn mạnh, biến thái nhất là khả năng hồi phục mạnh. Đây đúng thật là thực lực không đủ nhưng trang bị có thừa. Ngay lúc này phía sau Diệp Quân bỗng xuất hiện bất ngờ, thời không nứt ra, thế nhưng lúc này Diệp Quân như đã liệu được từ trước, quay phát người lại chém mạnh một nhát. Xoạt! Thời không nổ tung, một tàn ảnh bị chấn động văng ra xa cả vạn trượng. Chính là tên sát thủ bí ẩn đó. Sát thủ đó vừa dừng lại, Từ Thiên ở một bên lập tức tức giận mắng, mẹ nó!
đánh lén thì còn là hảo hán gì nữa, ta đánh chết ngươi. Nói rồi ông ta lao đến chỗ sát thủ bí ẩn đó. Thiên Xích đang đánh nhau ở phía xa quay đầu nhìn Từ Thiên bên này, hơi ngờ vực, sao hòa thượng này lại như đám thổ phỉ vậy? Bát Điện Chủ đang định ra tay, gã như nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về Hoành Sơn Ảnh. Hoành Sơn Ảnh đang nhắm mắt, hai tay kết thành ấn bí ẩn, miệng thầm niệm mấy lời gì đó hơi khó hiểu. Thi pháp. Bát Điện Chủ sầm mặt, gã mặc kệ Diệp Quân chạy thẳng đến chỗ Hoành Sơn Ảnh. Cảm nhận được thế, Hoành Sơn Ảnh vội nói, đại hòa thượng, mau giữ vững. Từ Thiên đang đánh nhau với sát thủ ở đằng xa sầm mặt, mẹ nó chứ, ta là Phật tu chứ không phải đỉnh tu. Vì mình đầu chọc nên có việc gì cũng bảo mình đi chống đỡ à. Lúc này dĩ nhiên Từ Thiên không còn tâm tư để tâm đến Hoành Sơn Ảnh, vào lúc quan trọng này, Diệp Quân xuất hiện trước mặt Hoành Sơn Ảnh, hắn chém mạnh một nhát kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Vụt. Kiếm quang nổ tung, Diệp Quân và Bát Điện Chủ cùng lùi về sau, vừa dừng lại, Diệp Quân lại nôn ra máu. Mặc dù có tâm sinh mệnh và cây thần tự nhiên giúp đỡ hồi phục, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ thể mình không còn mạnh. Bị thương rất nặng. Bát Điện Chủ sau khi dừng lại, cả cánh tay của gã đã nứt ra hoàn toàn, có thể nhìn thấy xương bên trong. Sắc mặt Bát Điện Chủ cực kỳ khó coi, gã chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân ở phía xa, đang định nói gì thì lúc này, gã quay phát lại nhìn Hoành Sơn Ảnh. Chỉ thấy Hoành Sơn Ảnh bỗng giơ tay lên trời nói, cổng trời ly hận mở ra, và các vị thần hạ phàm. Bát Điện Chủ nhíu mày, trò gì đây? Diệp Quân cũng khó hiểu. Dầm. Ngay lúc này thời không trên đỉnh đầu Hoành Sơn Ảnh bỗng tách ra, sau đó một cột sáng chiếu thẳng xuống, một ông lão bước ra từ trong cột sáng đó, ông lão mặc áo đạo sĩ màu tím, mày rồng mắt phượng, đầu đội mão, sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm. Khí thế phi thường. Ông lão vừa xuất hiện, trời đất bỗng xuất hiện từng sức mạnh bí ẩn đáng sợ. Loại bỏ. Đại đạo hiện có của thế gian đang loại bỏ ông lão này. Lão đạo sĩ nhìn Hoành Sơn Ảnh, đang định lên tiếng thì bỗng quay đầu nhìn đạo quân ở phía xa, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực, sao lại có người tín ngưỡng đạo thống của mình. Lão đạo sĩ tựa như cảm nhận được gì, quay đầu nhìn Diệp Quân, bàn tay xòe ra. Một ngọc bội từ trong người Diệp Quân bay lên, sau đó rơi vào trong tay ông ta. Đạo sĩ đó nhìn ngọc bội trong tay, nhíu mày, tại sao ngươi lại có ngọc bội này? Giọng nói như một thanh kiếm sắc bén lập tức đâm vào trong ý thức của Diệp Quân. Tâm thần Diệp Quân run sợ. Ngay lúc này, đạo quân đó bỗng nói, vị tiền bối này, vật này là do sư tổ của ta tặng cho Diệp công tử, ông ta thay sư phụ nhận đồ đệ. Khốn nạn! Lão đạo sĩ tức đến mức dựng cả râu lên, thay sư phụ nhận đồ đệ. Thật chẳng thuyết phục gì cả, ai mà có thể nhận đồ đệ thay sư phụ chứ? Tên khốn Thanh Phong này đang ở đâu? Bảo nó ra đây, ông đây cho mông nó nở hoa. Nghe đạo sĩ nói thế, đạo quân cực kỳ ngạc nhiên. Ôi địch, sư tổ nhà mình có sư phụ thật à? Thật ra ông ta biết rất ít về lai lịch của sư tổ nhà họ Đạo. Trong ghi chép của nhà họ Đạo cũng rất ít thông tin, chỉ biết ông ta đột nhiên đến Đại Chu, không đúng, khi đó vẫn chưa có Đại Chu, ông ta thấy nơi này nhân kiệt địa linh nên sáng lập ra đạo môn ở đây. Ngoài ra chẳng còn thông tin nào khác. Thấy lão đạo sĩ vẫn còn tức giận, đạo quân vội nói, tiền bối, ông nhìn Diệp công tử xem, cũng khá tốt mà. Lão đạo sĩ tức giận nói, có thiên tài yêu nghiệt nào mà ta chưa từng gặp chứ? Nói rồi ông ta liếc mắt nhìn Diệp Quân, đang định nói thì đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó ông ta vung tay lên, Diệp Quân còn chưa kịp phản ứng, cả người đã xuất hiện ở trước mặt ông ta. Diệp Quân hốt hoảng. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Diệp Quân hồi lâu rồi nói, ta không xứng làm sư phụ của hắn. Mọi người. Diệp Quân. Không xứng ư. Nói vậy là sao? Đạo quân khó hiểu. Lão đạo nhìn sang Hoành Sơn Ảnh, hỏi, đánh ai? Hoành Sơn Ảnh hất đầu về phía Bát Điện Chủ. Thấy lão đạo nhìn mình, Bát Điện Chủ nhếch môi cười với Hoành Sơn Ảnh, Ly Hận Thiên, cựu thần. Không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được người của nơi trong truyền thuyết này. Lão đạo nhíu mày nói, ác đạo minh. Bát Điện Chủ, chính xác.
Lão đạo nói với Hoành Sơn Ảnh, tộc Hoành Sơn nay không bằng xưa, các ngươi xác định muốn chọc vào bọn hắn sao? Hoành Sơn Ảnh liếc nhìn Diệp Quân, gật đầu. Lão đạo nhìn theo rồi bật cười, nhà đầu ngươi tinh mắt lại lớn gan. Chỉ cần thế hệ trước của tộc Hoành Sơn không mắt mù não úng thì tất có cơ hội tái khởi. Hoành Sơn Ảnh chỉ khẽ mỉm cười. Lão đạo không nói gì thêm mà chỉ nâng tay lên rồi hạ xuống. Một chữ đạo hiện lên phía trên bát điện chủ. Uỳnh. Đồng tử bát điện chủ rụt lại khi thời không quanh người vỡ ra, để một thứ sức mạnh không rõ đè nặng lên tại chỗ. Đúng lúc này, Diệp Quân lên tiếng, để ta bồi thêm. Rồi hóa thành kiếm quang lao tới. Lão đạo. Đồng tử bát điện chủ rụt lại khi thấy Diệp Quân. Ông ta rú lên như dã thú, gọi ra một cái bóng hình thú sau lưng. Ầm. Sóng xung kích dữ dội lan đi với sức mạnh khiến cái ấn kia chấn động và thần lực đại đạo vỡ tan. Bát điện chủ vung tay sang ngang. Choang. Kiếm thanh huyên bị cản lại. Thoạt nhìn thì nó đã chém vào cánh tay ông ta, nhưng bát điện chủ lại dùng tay còn lại đấm vào Diệp Quân. Bốp. Kiếm quang vỡ tan, hắn phải lui lại hơn nghìn trượng. Khi ngẩng đầu lên, bóng thú kia đã ập tới. Tóc gáy hắn dựng đứng, tự hỏi đây là thứ gì. Bỗng có hàng loạt tia sáng xuất hiện trước mặt hắn. Uỳnh. Ngăn cản cái bóng thú kia lại. Cái bóng nhòe đi rồi trở lại bên bát điện chủ, cất giọng khàn đặc, Ly Hận Thiên thật sự muốn nhúng tay vào việc người khác à. Lão đạo nhìn cái bóng thú kia, nói, a tỳ địa ngục. Bóng thú cười gằn, hai nơi chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng. Cần gì vì một kẻ ngoại lai mà động chạm qua lại. Lão đạo liếc nhìn Diệp Quân, hỏi, a tỳ địa ngục các ngươi trêu vào hắn làm gì? Bóng thú nhe răng, sao? Không được à? Lão đạo vừa mở miệng thì bỗng cảm nhận được sức mạnh thần bí kia đang tăng lên. Bị bài xích rồi. Ông ta nhíu mày. Bóng thú lại cười, lão đạo, việc ông đến nơi này đã là đại đạo bất dung. Nếu còn nán lại thì e rằng vị kia sẽ xuất hiện, có muốn đi cũng không kịp nữa. Lão đạo mặc kệ nó mà dùng đạo khí truyền âm cho Hoành Sơn Ảnh, mắt nhìn người của ngươi rất tốt. Ta không nhìn thấu nhân quả trên người thanh niên này, hắn sẽ rất đáng để đầu tư. Tiết lộ cho ngươi một thiên cơ, sau lưng hắn có đại năng tuyệt thế nâng đỡ, ta cũng không biết mạnh đến đâu, nhưng khẳng định là cực kỳ mạnh. Ông ta thoáng dừng lại, nhưng ác đạo minh cũng không đơn giản. Nội tình rất sâu. Thanh niên này có thể chịu được nhân quả, nhưng các ngươi thì chưa chắc nếu quyết định giúp hắn. Đương nhiên, nếu gánh vác nổi thì về sau chính là trợ lực to lớn với tộc Hoành Sơn các ngươi. Nói ngắn lại, lợi ích lớn, nguy hiểm cũng lớn, tự suy xét cho kỹ. Hoành Sơn Ảnh thoáng nhìn Diệp Quân, đáp, nếu không có người giúp sức, tộc chúng ta liệu có cơ hội trở lại văn minh cấp 5 không? Lão đạo lắc đầu, tuyệt đối không. Hoành Sơn Ảnh rơi vào im lặng. Lão đạo thở dài, năm xưa ta từng chịu ơn từ tổ tiên ngươi nên mới tiết lộ thiên cơ này. Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì, nhưng địa vị của ngươi trong tộc quá thấp. Mấy lão già kia đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ muốn bình đạm qua ngày nên chắc chắn sẽ không ủng hộ ngươi. Nếu tiếp tục, hoàn cảnh của ngươi ở trong tộc sẽ vô cùng tồi tệ. Hoành Sơn Ảnh vẫn không nói gì. Cô ta sở dĩ đến giúp đỡ Diệp Quân vì hắn có thánh tự của thủy tộc. Thủy tộc và tộc Hoành Sơn đều thuộc về chín tộc chiêu võ năm xưa, đều từng là văn minh cấp 5, cũng cùng bị văn minh thiên hành tiêu diệt. Diệp Quân có thánh tự đồng nghĩa với việc hắn được thủy tộc ủng hộ, vậy nên Hoành Sơn Ảnh mới quyết định hỗ trợ hắn. Nào ngờ ác đạo minh lại thâm sâu đến nỗi Ly Hận Thiên cũng phải kiêng kỵ. Thời đỉnh cao của tộc Hoành Sơn dương nhiên không sợ gì ác đạo minh. Nhưng văn minh Ly Hận Thiên giờ đã ngã xuống, sức mạnh không bằng khi xưa. Phải đánh cực ư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.